Vào sáng ngày 18 tháng 7, bão Talim cách Móng Cái, Quảng Ninh, 100 km, sức gió mạnh nhất 102 km h cấp 10, dự kiến vào biên giới Việt Trung sau 4 tiếng nữa. Trung tâm Dự báo Khí tường Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Talim đã vượt bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc lúc 3 giờ sáng, với sức gió mạnh nhất 117 km h cấp 11, sau đó đi vào bờ biển tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và tiếp tục giảm cấp. Bão đang theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 20 km h dự kiến đi vào biên giới Việt Trung từ 11 giờ với sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, đến 16 giờ, tâm bão ở đông bắc Bắc Bộ, gió giảm còn cấp 7 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục đi sâu vào vùng núi phía Bắc và tan vào sớm 19 tháng 7. So với dự báo chiều qua, hướng đi cường độ bão Talim có sự thay đổi, tâm bão vượt qua thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, phạm vi gây mưa vì thế cũng thu hẹp hơn. Đông Bắc, Việt Bắc, mưa từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa từ 70 đến 150 mm. Từ đêm nay đến ngày 20 tháng 7, các sông suối ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên 2 đến 4 m ở thượng lưu, 1 đến 3 m ở hạ lưu. Đỉnh lũ trên các sông Thương, Lục Nam, Thượng Nguồn sông chảy, sông Lô có khả năng lên báo động 1, cao nhất báo động 3. Các sông suối nhỏ ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Ninh có khả năng xuất hiện lũ lớn cục bộ, nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Thái Nguyên. Vịnh Bắc Bộ có sóng cao từ 2 đến 3,5 m. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, sóng biển cao từ 1,5 đến 2 m. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dân do bão 0,3 đến 0,5 m vào chiều ngày 18 tháng 7. Hôm nay, ba sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của bão Talim là Vân Đồn, Quảng Ninh, Cát Bi, Hải Phòng và Nội Bài, Hà Nội đã đóng cửa. Việc kêu gọi tàu thuyền, sơ tán dân ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Thái Bình đã cơ bản hoàn tất các địa phương đang ứng trực đề phòng mưa sau bão có thể gây ngập úng sạt lở đất